Ăn thuốc đi. Bởi nó có nhức không? Nhai đi. Cố lên. Cái miếng nó nhuốt ra. Cứ giữ chặt tê đấy. Thằng này bây giờ xong thì cổng em đi về đi. Cổng em về đưa ra viện. Đưa ra viện luôn. Xong thằng đây là chỉ tham dẫn chỗ nào là chúng ta bắt. Nha đi. Rồi, nào được, bỏ tay không? Giữ tay rồi đấy. Bịt tay rồi đấy. Giữ tay đấy. Bịt đấy nhá, cái lá thuốc này nó sẽ hút hết cái độc ra. Vâng. Nhốt hết cái miếng thuốc ra. Rồi ạ. Được, không sao đâu. Đấy là còng em đi đi. Còng nó về. Không. Yên tâm đi, có lá thuốc này không về gì nữa. Đó thằng này lại chỉ. Đâu. Đâu. Trong bụi này không? Vâng, trong bụi này. Bạn nhá, tránh này thôi. Cháu ở trong bụi này. Ở đây, đây rồi, đây rồi. À, trời ơi. Quá. Chạy cho báo đi về với em đi. Bọn dẫn hổ mang nhá. Ui giời. Quá, không bỏ rồi, cắn vào tay nó chết cô. Nhức lắm. Không, nhưng mà có cái thuốc của mình cho nó ăn đấy thì không sao nữa. Nhưng mà nó nhức nha, cái lọc của nó vào nhức lắm. Về nó phải chơi đi biển gặp thuốc thì chả coi. May là hôm nay không gặp mình đấy. Gặp mình là còn có thuốc mà. Cho nó ăn ngay. Mùa này rắn nào nó không ở trong bà, nó ra ngoài. Mùa này ra ngoài rồi, mùa nóng hôm nay trời nó nắng nóng mà. Trời tắm nắng không? Ừ. Lắm không ạ, con này bà cân đấy. Đây, có. Còn đi ra rừng cứ là nhàng chết. Chúng nó đi làm đây này, anh em nó đi quát đồi đây này. Nó đi làm, đi gắn mà. Bỏ tay vào đấy. Thôi, đi về. Bảo nó, nói chung là bảo anh em nó đưa nhau đi viện này. Cái thuốc của mình ăn vào thì nó không chết được, nhưng mà nó sẽ đau hay sao nhức. Đi viện là người ta xử lý cái vết thương thôi. Về luôn nhá, về luôn.